quý vị, như vậy đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã kết thúc chuyến tập huấn tại châu Âu với thành tích 2 trận thắng và 2 trận thua. Chuyến tập huấn không đặt nặng thành tích nhưng đã thu về những tín hiệu hết sức tích cực cho các cô gái vàng của đội tuyển Việt Nam. Ngày 23 tháng 6, các học trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung chính thức tập luyện trên sân cỏ của đội tuyển nữ Đức để cảm nhận không khí thi đấu với đội tuyển xếp thứ 2 thế giới chỉ một ngày sau đó. Sự vắng mặt đáng tiếc nhất của đội tuyển là đội trưởng Huỳnh Như khi gặp phải chấn thương trước đó với đội tuyển U23 Ba Lan. Để giảm tải áp lực cho các học trò, tại buổi họp báo trước trận đấu, huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam đã nói rõ, đây là trận đấu không đặt nặng thành tích mà để đội tuyển có cảm giác và làm quen với các đối thủ châu Âu mà chúng ta sẽ đứng đầu ở vòng bảng của FIFA Women World Cup 2023. Tại trận đấu với tuyển nữ Đức, ngay từ khi phút thứ 3, khi các khán giả chưa kịp ổn định chỗ ngồi, chúng ta đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Những dự cảm về một trận thua đậm dần hiện ra trước mắt, nhưng với quyết tâm cao độ, các tuyển thủ nữ đã thi đấu hết sức kiên cường, nhẫn nại, chờ đợi các cơ hội phản công. Mặc dù phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 80 của trận đấu, nhưng đây vẫn là kết quả chấp nhận được nếu so sánh với trình độ của hai nền bóng đá. Sự chờ đợi của người hâm mộ về một bàn thắng cho đội tuyển đã được đền đáp tại phút bù giờ khi Thanh Nhã phá bẫy Việt Vị, sút tung lưới thủ môn của đội tuyển Đức. Bàn thắng của Thanh Nhã có ý nghĩa hết sức quan trọng như một lời khẳng định chúng ta có thể ghi bàn vào lưới của những đội bóng đá hàng đầu thế giới. Trận đấu kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Chứng kiến trận đấu, hàng loạt tờ báo thể thao hàng đầu của Đức đã có những nhận xét về đội tuyển nữ Việt Nam. Trang BR24 bình luận, đội tuyển nữ Đức đã có một khởi đầu khó khăn trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho World Cup. Đội bóng chỉ có thể giành chiến thắng 2-1 trước các vị khách Việt Nam. Các cô gái Việt Nam dũng cảm và nhanh như chớp, có thành quả trong thời gian bù giờ là nhận xét của tờ Bild về bàn rút ngắn tỷ số của đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Đức Martina Voss thì khẳng định đội tuyển Đức còn rất nhiều việc phải làm ở mọi khía cạnh. Trước khi chính thức bước vào hành trình tại World Cup 2023, đội tuyển còn hai trận giao hữu với chủ nhà New Zealand và đội tuyển Tây Ban Nha. Những tín hiệu tích cực và sự tự tin là những gì đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang có vào thời điểm hiện tại. Vâng, chúng ta sẽ cùng chờ đợi hành trình của các cô gái vàng trên đất Úc và New Zealand. Để cổ vũ đội tuyển, quý khán giả có thể đồng hành cùng kênh 7 truyền hình Quốc hội Việt Nam, đơn vị độc quyền sản xuất và phát sóng FIFA Women's World Cup 2023.